chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Điện Máy Ruby. Hôm nay rất là hạnh lại tiếp tục lên hai cái cặp live AJ cho anh Khanh ở dưới Sóc Trăng. Anh đã chuyển tiền cho bên mình và bên mình lên hai cái cặp live AJ 40 đồng bộ từ neo này để cho anh Khanh cùng xem và các bạn cùng xem chi tiết về cái dòng live AJ của bên mình và cái dòng cao cấp của bên mình. Đó, xin mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng chi tiết về cái cặp loa live AJ này. Đây, xin mời anh Caramel quay. Đây, anh đứng đây anh quay về đây. Đó. Loa là loa 40, live AJ 40 được sử dụng củ bát là củ bát 40 đồng củ bát 40 neo. Đây phía mặt trước này, xin mời anh quay sát xuống đây. À phía mặt trước của bát này. Còn phía trong là sau, mặt sau. À mẫu neo mới nhất coi 76. Công suất của cái củ bát này nó là 500W một cái. Củ chép neo 850 nguyên khối nhé các bạn, chứ không phải là neo mi. Neo nguyên khối thì bao giờ cái lực từ nó cũng mạnh hơn và tiếng nó sẽ mạnh hơn và bay xa hơn. Thằng này thì công suất của nó là 120W một cái. Đó. Tổng công suất của cái con loa này của nó là 620W trên một cái loa. Và bao giờ cũng vậy rồi, thì bảng mạch phân tần thì được đồng bộ theo bát chép và phân tần. Tất cả hàng của bên mình đều là hàng nhập khẩu Trung Quốc về sau đó lắp ráp tại Việt Nam nhé các bạn. Hàng nhập khẩu, công ty mình nhập khẩu bên Trung Quốc về lắp ráp tại Việt Nam. Các bạn mua hàng thì yên tâm. Đó, về chất lượng, hàng chính hãng của công ty mình nhập khẩu. Và cái cặp loa này thì bên mình trước đây đang bán với cái giá là 14.500.000. Thì nay sẽ làm cái chương trình ưu đãi giảm 500.000. Nhân dịp giới thiệu cái dòng bát mới này để áp dụng cho cái loa này thì giảm ngay 500.000 cho quý vị và các bạn. Thì giá cuối cùng còn lại chỉ có 14 triệu đồng trên một cặp loa live AJ 40 hàng VIP, hàng siêu cao cấp này. Thùng là thùng ván ép, thùng sơn cát nhé quý vị và các bạn. Thùng sơn cát rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Vâng, và ngay sau đây thì bên mình sẽ ráp lại và test cụ thể cái chất âm cho quý vị và các bạn nghe và cho anh Khanh nghe. Sau đó là bên mình sẽ đóng hàng và gửi hàng nhà xe cho anh ấy. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Khanh và cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ cho Điện Máy Ruby rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Xin cảm ơn. Vâng, sau khi ráp lên thành phẩm thì bộ loa live AJ 40 neo nó sẽ như vậy đây quý vị và các bạn. Đây phía mặt trước này, lưới kẻ rất là đẹp, tuyệt vời. Hàng này là hàng cao cấp của bên mình nhé. Lưới rất là cứng cáp, đảm bảo đứng lên đây thoải mái không có thụt luôn. Xin mời anh quay cái bên hông này cho quý vị và các bạn nghe cho xem cho nó rõ. Hông là ván ép Malaysia rồi, thùng mới nhất, thùng năm 2020, mẫu mới nhất bây giờ. Đó, về bên công ty bên Sài Gòn mình lắp ráp. Hông là sơn cát, chịu nắng chịu mưa tuyệt vời luôn. Mưa là các bạn chạy để một chút xíu chạy rô thôi, chứ không phải để hết năm này qua tháng nọ quý vị và các bạn ạ. Tại vì cái thùng này nó cũng có nhiều lỗ để nó chui vô, chứ không phải hẳn 100% là chống nước chống mưa như quý vị và các bạn. Đó. Và ngay sau đây thì bên mình sẽ lên nhạc cho quý vị và các bạn cùng cảm nhận về cái chất âm như của cái dòng loa live AJ 40 này. Vâng, quý vị và các bạn có những đóng góp và có những bình luận thì xin quý vị và các bạn để phía dưới bình luận cho bên mình. Xin chân thành cảm ơn quý khách và anh Khanh ở dưới Sóc Trăng đã ủng hộ bên Điện Máy Ruby. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào, xin hẹn gặp lại.